chặt bàn tay, ca hát cùng ngàn mây, rồi mặt trời đỏ tươi tỏa sáng. Ta muốn cùng ngàn sao xanh ước vọng trời cao, ta nhấn cùng vầng trăng mời chị hàng dệt bao mộng vàng. Xanh ơi xanh thắm, trái bóng xanh bay theo tháng năm, nào ta nắm chặt tay cho tình hàng ngày chạy trong tim mình. Ôi sao vui quá với trái và bông đời thiết tha, rồi ta biến thành mây bị bóng thành dưới chưa thỏa ước mơ. Say
hồn nữ ra ra ra, em bé đưa mình cắn đôi hạt lu vàng. Vầng trăng nhô lên cao soi sáng thăm lối sớm, ai nấy vui làm vơi muôn ngàn câu hò. Mà không lo cho nó ăn, tụ năm tụ bảy mê chơi, bỏ bê đàn châu ông nó đói nhăn văn kìa. Ông ơi, tụi con đâu có tụ năm tụ bảy đâu. Đúng tụi rồi. Con tụ sáu mà. Này nè ông xem nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, tụi có sáu đứa. Thấy chưa? Còn chả chiêu nữa hả? Hôm nay con nhỏ này kêu ăn đó ta,
Ông quýt tôi một gãy bây giờ. Tâm nói sai mà. Đúng rồi đó. Ông nói sai mà. Thôi. Giờ tôi cũng xấu được chưa? Tụi bay lý sự quá đi. Lo mà cho cháu ông ăn kìa. Cháu ông mà ăn không no á thì tụi bay cũng đừng hòng mà đói nghe chưa. Dạ. Chị xin cháu ông mà ăn không no thì tụi bay cũng đừng hòng đói nha. Khỏi cho cháu ăn, mình đi chơi. Đúng rồi. Rồi, tiếp. Baby. Hả? Sao hôm nay Baby mặc đồ đẹp quá vậy? Cái bộ này nè, con gái bá hội sữa cho đó. Ê, nhắc tới ông bá hội sữa mới nhớ. Đúng rồi. Hôm qua, ông nói câu gì mắc cừ lắm nè. Câu gì ta? Để nhớ lại coi. Châu tao mà ăn không no thì tụi bay cũng đừng hòng mà. Đó nha. Mấy bạn ấy bạn, qua bên cánh đồng bên kia kìa, coi có cỏ xanh không? Mình đi cho châu ăn đi. Đi. Trời. Lố lắm hả? Ừ. Hơi lố xíu. Thì MV của em mà, phải làm lố cho. Nhưng mà đây là ở đâu vậy? Có ai biết không? Tèo chắc chắn á, đây là nơi các vị thần tiên thường lui tới nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Nhưng tại sao tụi mình lại bị lạc vô đây vậy ta? Theo như trí thông minh IQ vô cực của tí á, thì lý do mình bị lạc vô đây là sao? Thôi, nãy giờ nói lum la bỏ qua đi. Trời ơi. Tào lao quá. Vậy cũng làm lú. Ủa, ai vậy? Chào đón mấy đứa trẻ châu. Mấy đứa trẻ trăng châu đến với thế giới của ta. Ai vậy? Ai mấy người vậy? Ôi sợ quá à. Ai vậy? Sợ quá, phải ba anh thôi. Trời ơi. Bớt điệu đi. Thôi, các chị đừng có sợ. Chưa gì mà đã hoảng rồi. Tụi ích, đi trước đi, tôi đi sau cho. Dạ. Tụi em còn nhỏ chứ bộ. Trời. Các ngươi đừng sợ, ta không làm hại các ngươi. Ông nào mà nói hoài vậy? Nhưng các ngươi đã lọt vào thế giới của ta, muốn ra khỏi đây thì phải trả lời được 3 câu hỏi của ta. Câu đó có khó không vậy ông thần? Đúng rồi. Có khó không? Khó không khó, dễ không dễ. Nhưng nếu các ngươi trả lời không được, phải ở lại đây với ta mãi mãi. Hả? Ở lại mãi mãi hả? Mãi mãi. Thôi được. Ê, cái gì? Không được. Cái gì? Không trả lời được. Ở đây luôn á, mãi mãi luôn. Đúng rồi, khỏi ra. Phay. Ủa, nãy giờ em đâu có nói là em sẽ trả lời câu hỏi đâu. What? Em nói á, em thấy cảnh ở đây cũng đẹp. Nên là em muốn ở đây chơi với ông thần xíu. Trời ơi. Không phải ở một xíu đâu, ở mãi mãi, ở luôn. Đúng rồi, lo chơi là bị ông bá hộ sủ phạt cho bỏ đói luôn á. Đúng rồi. Đâu được. Thôi được. Sao? Cái gì? Trả lời thì trả lời. Cái gì? Ra câu đố đi. Cái gì? Có trả lời được không? Trả lời không? Câu thứ nhất. Nghe. Hai hàng cột trụ. Cột trụ hai hàng. Trước gió bạc ngênh ngang. Sau cờ đen phấp phới. Là con gì? Là gì? Biết không? Kìa, mày nhận mày trả lời đi. Tao biết đâu mà trả lời. Trời ơi, giờ sao? Biết không? À, em biết rồi. Hai hàng cột trụ
là hai chân trước. Hai chân trước. Cột trụ hai hàng là hai chân sau. Hai chân sau. Trước gió bạc nhanh ngang là phân đầu. Trời ơi, hay. Sau cờ đen phấp phới là cái đuôi. Cái đuôi. Cái con gì quen lắm nè. Con câu. Các người đừng vội mừng. Con trâu là câu trả lời đúng. Nhưng vẫn còn hai câu hỏi nữa. Câu thứ hai. Tuổi thơ dắt dẻo lưng trâu, tay cầm ống sáo la đa đội đầu là ai? Biết không? Ai mà biết? Anh nó tụi mình nó còn này dễ lắm. Em bé chân trâu á. Em bé chân trâu hả? Là tụi mình đó. Các người lại vội mừng rồi. Vẫn còn một câu khó khăn một của câu ta. Một câu nữa. Một câu nữa thôi. Một câu nữa. Dựa vào hai câu đố ở trên, hãy cho ta biết tên một vị vua nổi tiếng của lịch sử Việt Nam. Một vị vua nổi tiếng nước ta. Hai câu ở trên á, một là con trâu, hai á là cậu bé chân trâu. Đúng. Cậu bé chân trâu. Em biết rồi. Cái gì? Đúng rồi. Đó chính là vua Cờ Lao Đinh Bộ Lĩnh. Các ngươi rất thông minh, nhất là cô bé này rất giỏi. Vì thế ta sẽ có một phần thưởng dành cho các ngươi. Hãy nhìn về phía bên trái của các ngươi, sẽ có điều bất ngờ. Đi. Trong mâm no, này châu hơi châu cài.
chăn trâu ra